Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Kenny Movie. Được thiết kế với hình dáng là một chiếc TV theo phong cách cổ điển, nhưng vẫn không làm mất đi sự sang trọng với sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tông nền trắng và đen. Được hỗ trợ kết nối qua cổng USB, thẻ nhớ và tất nhiên rồi, Bluetooth nữa chứ. Giới thiệu với các bạn PTH 800D. Nếu bạn là người hay mơ mộng và hoài niệm, hay đơn giản hơn là một người thích công nghệ, thì PTH 800D là một sản phẩm không thể thiếu trong bộ sưu tập của bạn. Thông tin và giá của sản phẩm mình sẽ để ở phần dưới của link mô tả. Nếu thấy video hay và có ích, nhớ để lại cho mình một like và subscribe nhé.